cái phần trăm màu tím là bạn này là nhiều nhất, nhưng mà em lại cảm giác gì đó nó sai trái. Cho nên là quái đó, thằng này nó quái đó. Em sẽ đưa màu trắng. Làm sao vậy? Đi về đi, đi về cái ST đi về đi. Anh ra nhà xe nha. ST là sự thật, anh nghĩ sẽ nói sự thật. Nhưng không, em là cái dạng xạo thế. Ba cái màu trắng, phiếu trắng trong cái này. Mai mốt mấy cái khách mời mà rối gì thì mình bớt mời lại đi. Dạ, rối như vậy là mình phải cho một bịch dầu xả liền. Đúng không? Để xả nó bớt rối. Miếng nó rớt còn hơn mít rụng. Em xin lỗi chương trình nha. Cái này là cái hậu quả của việc đẹp trai quá, nó đẹp đẹp nó hay bị vậy đó. Chi kìa, cái bộ váy của em màu tím đó. Em mang cái linh cảm của em tới. Hãy dùng cái tóc xoăn của mình mà suy nghĩ đi à. Người ta nói những cái người mà tóc xoăn là hay thông minh lắm. Chú cứu không? Chú cứu không nổi đi nè. Trời ơi em ơi, miếng chứ không phải bóng rổ đâu mà em liền lia lịa với ai mà chụp cho nổi. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem Người Ấy Là Ai. Và xin chào chú Trấn Thành và tất cả mọi người trong ban cố vấn. Bình thường là mình phải kêu nó kêu mình bằng anh đúng không? Mà riêng trường hợp này không kêu được rồi. Lúc còn nhỏ mình là chú nữa rồi. Còn có thấy chú ép một bạn 2K6 kêu chú bằng anh. Chú có đó, chú bắt buộc nó như vậy đó. Con coi ở nhà cái con thấy con ngại giùm chú đúng không? Ngại chú cũng ngại giùm chú mà. Nhưng mà con cũng không nên nhắc lại như vậy. Dạ. Vâng, và nhóm đối tượng ít quan tâm đến âm nhạc, chỉ quan tâm đến đi ăn đêm, enjoy action. Và thưa quý vị, mới vừa gặp một chấn thương nhẹ. Thưa quý vị, Minh Tú Hop, never die. Con hôm nay là con chọn là cái layout học sinh cá biệt đó, thầy thấy không? Con yêu rap, con có yêu âm nhạc. Có yêu âm nhạc đúng không? Con nhảy được luôn thầy. Nhưng âm nhạc từ chối con. Dạ đúng rồi. Anh Thành ơi, em thấy Tú cũng yêu âm nhạc mà Tú hay yêu những cái người mà rap rồi này kia đó. Vô. Rap về anh chơi được không anh? Bạn của con cũng ngồi trên rap Việt á. Có không? Có ngồi không? Bạn cũ hả? Đúng rồi. Bạn của con cũng ngồi trên rap Việt á. Got the bag for sure. Cái đoạn cuối giống như là sale nhà đất ha. Khu vườn xanh, các bạn phải đến đây mua ngay. Giảm giá 10% trên 10 cuộc gọi đầu tiên. Cái lúc mà ảnh mở tập giấy ra, có một cái ngón tay dính lên. Nó hơi ti LGBTQ+. Tôi phản đối. Nhiều người con trai cũng có những cái hành động rất là nhẹ nhàng. Cái xong chị cũng nghĩ, ô đây là chị em của mình. Cái mình bắt đầu nói chuyện, cái mình tương tác, cái mấy tuần sau nó bế chị luôn. Bế chị luôn. Bình thường em uống nước thì còn tay em mà cũng như này. Cho nên em là một ca mà khoa học đang nghiên cứu đó Quân. Nhiều khi em cũng màu tím rồi sao. Khi đó em thấy anh ấy là một người quản lý nha sĩ. Tối về vẫn chăm chút cho cái body của mình. Cũng để ý nhiều đến bản thân mình. Tím. Để ý nhiều đến bản thân mình là tím hả? Cũng hơi mò mò một tí chứ ạ. Bạn cứ kiếm chuyện sao màu hậu nó cũng dơ bạn đó à. Khi ông ngồi trên xe hơi tôi có để ý cái gài con ngựa nữa đó. Vậy là mấy người gài là màu tím. Sao mà giống dữ vậy trời. Trời ơi trời. Để khoe ngón tay nữa. Đâu quay qua chị coi luôn coi. Mà bóng tay hộp sòn nữa. Bóng tay hộp sòn. Giống biết xem clip thì em thấy thường là những anh nào mà úc sinh này xong đi mô tô về cuối lại là màu tím. Anh thấy em quay MV em cũng nhiều mô tô đồ lắm. Quân nói là trời anh này có rất là nhiều tương đồng với Quân ha. Cái sọc tôi nhận màu tím. Đến cuối đời lại là màu tím nha. Con thấy cái dáng yoga. Lúc mà anh dương dài. Anh dương, anh ổn ra vậy nè. Một ngày mới nắng lên. Em buông tay cho đó. Anh là màu tím. Tím cả hoàng hôn. Ừ, nhìn thì nghĩ rằng là cái màu purple đúng không? Nhưng mà ST có rất là nhiều người bạn kiểu như vậy là màu xanh. Em còn tin được ST không? Anh với em cá với nhau đi. Không, không có cá. Bây giờ nếu như mà ai đoán đúng hơn, người còn lại dắt tất cả mọi người đi ăn. Anh đã đút lót và biên tập để biết kết quả trước đúng không? Tôi biết là tôi không có vô. Vừa thích hip hop, rap mà còn thích yoga nữa. Đang rất là phân vân giữa hai cái màu này. Những cái kỹ thuật mà ảnh đẩy người, ảnh mấy cái đó anh làm cũng được nữa. Tại anh là dân nhảy anh ơi. Anh hay vậy quá à. Nhưng đó của anh á là BS, nó không có sự uyển chuyển dẻo dai chiều em sâu uyển như yoga không? Thử uyển chuyển cái coi. Không, cái đó là nó múa rồi. Hồi nãy nó thiệt là quạo đây. Rõ ràng á là ảnh tập yoga đó. Tại vì ảnh rất bình tĩnh trước người như anh. Không có thiệt là quánh em đâu. Em nên chơi với những người yoga nhiều hơn. Bởi vậy em không chơi với anh đó. Không chơi với anh đó. Cái phần trăm màu tím là bạn này là nhiều nhất. Nhưng mà em lại cảm giác gì đó nó sai trái. Cho nên là thằng này nó quái đó. Em sẽ đưa màu trắng. Làm sao vậy? Đi về đi, đi về cái ST đi. Em về đi. Anh ra nhà xe nha. ST là sự thật, anh nghĩ sẽ nói sự thật. Nhưng không, em là cái dạng xạo thế. Ba cái màu trắng,
phiếu trắng trong cái này. Mày muốn mấy cái khách mời mà rối gì thì mình bớt mời lại đi. Dạ, rối như vậy là mình phải cho một bịch dầu xả liền. Đúng không? Để xả cho nó bớt rối. Miếng nó rớt còn hơn mít rụng. Em xin lỗi chương trình nha. Cái này là cái hậu quả của việc đẹp trai quá đó, đẹp đẹp nó hay bị vậy đó. Chi kìa, cái bộ váy của em màu tím đó, em mang cái linh cảm của em tới. Hãy dùng cái tóc xoăn của mình mà suy nghĩ đi à. Người ta nói những người mà tóc xoăn là hệ thông minh lắm. Chú cứu không? Chú cứu không nổi đi nè. Trời ơi, em ăn miếng chứ không phải bóng rổ đâu mà em liền lia lịa với ai mà chụp cho nổi. Chụp gọi nó tụt xuống ngoài à, nó trơn quá, nó rớt. Trợ lý cho miếng khăn giấy để chùi mấy cái miếng kia cho nó bớt trơn. Nó trơn quá. Cái đoạn đó nó cũng là một miếng mới đó. Trời, hồi học cấp 3 là em mê ra số 5 lắm. Màn hình máy tính đó là Nessie. Bây giờ gặp là không mê không? Sao em không nói cái chuyện này sớm? Để anh giữ mình hơn hả? Để anh tém lại. Sao tối nay nó về nó xé cái hình đó liền. Chào Quỳnh Anh. Có thể là nãy giờ á, em thấy là trong lúc chơi game, những cái lúc nào đó anh rất là trẻ con, hoặc là bad boy trong một mắt ai đó. Nhưng mà anh tự tin rằng khi yêu, anh đủ bản lĩnh để có thể che chở và soi dịu những cái tổn thương mà em đã chịu trong quá khứ. Và hy vọng rằng người ấy là anh. Em thích cái ánh mắt này nha, rất là chân thành. Trinh Đông. Chào em, anh là không giỏi nói nhưng mà anh có sự chân thành. Anh không hứa là sẽ có một lời hứa gì đó rất là cổ tích, rất là cao sang. Nhưng mà em hãy yên tâm rằng là em sẽ luôn có anh ở bên cạnh để lắng nghe, để tâm sự, để chia sẻ. A little bit confused. A little bit late, brother. Lắng nghe và tâm sự. We can do it with 1080 hả? Xin chào, đây là chị Thảo Ngọc đây. Okay, Thái Nguyễn. Quý anh à, thời gian vừa rồi thì nó không quá dài, cũng không quá ngắn. Nhưng anh được nghe câu chuyện của em, nhìn thấy nụ cười rất là hồn nhiên và ánh mắt của em. Anh mong là cùng em làm mọi thứ. Trời ơi, anh biết lý do mà tại sao xưa giờ em bị đổ với người Hà Nội không? Nói giỏi. Yeah, nói rất giỏi. Nói chuyện hay quá. Nói chuyện hay. Khán giả bình chọn giùm em. Em gái, mời em. Đây là một bó hoa màu tím đến từ 007 Flowers. Hy vọng em chọn đúng. Nghe vào trái tim của mình nhá. Nhìn vào mắt của mọi người nha. Hồi hộp quá. Mời các bạn vào trong chương trình. 20 giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, ba, tư đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người ấy là ai mùa năm. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa ba. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ. Xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.